Dầm ngon quá. Chị ơi, cho tớ xin một miếng nhem. Không cho, không cho với lại không có kem ăn. Tôi nhận nhau. Cậu Xuân này khinh thường tớ. Sao lại có quả bông ở đây nhỉ? Mình sẽ đổi quả bông này lấy kem của Thuy. Được. Thuy ơi, tôi có quả bông này, tớ đổi lấy kem của cậu không? Không được, tớ không thích ăn bông đâu. Quả bông này nó có miệng sao ấy? À, như kiểu dẻo quá. Lúc ơi, như kiểu dẻo quá, tớ ăn với, đây kem của cậu đấy. Nhưng mà cậu nhớ, lần sau đừng khinh thường tớ nữa nha. Wow, Lego chibi đẹp quá này, màu hồng dễ thương chưa? Ui giời, Lego gì mà bé tí, không bằng của tớ. To chưa? Đẹp nữa. Bé tí. Cứ đợi đấy, tao về tao bắt chị tao. Mạnh đi, tao sợ gì mày. Thằng nào dám khinh thường em gái tao. Lóng quên của chị ơi, nhìn đây. Dám khinh thường em gái tao à, nhìn đây. Lego to thế. Ôi, chị Bình ơi, chị có nhiều sống tích ngọt nè, cho em ăn coi. Không, cái này cay lắm, em không ăn được đâu. Đi, cho em ăn đi mà. Đã bảo nó cay lắm, em không ăn được, không, em còn bé, đi ra ngoài đi. Các bạn có một giây để bấm like và đăng ký để cảm ơn lòng tốt của em Hằng nha. Rồi đã hết một giây, cảm ơn các bạn.